Cô Lê có mang quà gì cho con nè. Cảm ơn chị. Rồi, để cô Hiền lấy cháo cho Thái Khang ăn nha. Ui, cháo nóng ngon lắm luôn nè. Này, ăn miếng đi con. Thôi, con không ăn đâu. Sao vậy? Cháo bùa câu bổ lắm đó. Thái Khang ăn một chút cho mau khỏe nha. Con không muốn ăn. Nghe lời cô Hiền, ăn một chút thôi. Thái Khang thích đồ cô Hiền nấu mà đúng không? Dạ. Ngoan lắm. Giỏi quá à. Ngon không? Dạ ngon. Đồ cô Hiền nấu là ngon nhất. Vậy ăn nhiều vô nha. Cái Thắng, được cái khoản dẻo miệng nè, mày giỏi hơn ba đó. Bình với Kỳ cũng ăn chút đi. Chị nấu nhiều lắm á, ăn vô cho có sức. Rồi những lúc con bệnh như thế này á, là mình mệt lắm luôn á. Chị thấy em ốm và xanh xao đi nhiều, coi chừng bệnh theo thằng nhỏ luôn á nha. Dạ, em cảm ơn chị. Lu bu chăm cho con quá, em không nấu được cái gì ngon cho con ăn á. Chị biết mà, để chị nấu mang vô cho cả nhà ăn. Chị biết cái gì ngon và khỏe lúc này, mình phải ăn vô cho có sức mới chăm con được. Có việc gì cần á, em cứ nhờ chị với mọi người giúp cho. Tụi chị với Bình á, không khác gì gia đình hết á, đừng có ngại nha. Đúng rồi đó, tụi tôi coi mấy đứa nhỏ giống như là con cái trong nhà vậy đó. Cho nên là cần gì thì Kỳ cứ nói, đừng có ngại. Khang của ba giỏi quá, ráng lên nha. Ăn nhiều nhiều đi mau khỏe, sắp được xuất viện rồi đó. Bác sĩ nói tình hình của con sao rồi anh? Bác sĩ nói cũng ổn rồi, có thể ngày mai xuất viện được. Mừng quá à, em trai của chị sắp được về nhà rồi. Ba, hay là ba đút con ăn đi. Được rồi, để ba đút cho Khang nha. Phải ăn ngoan cho mau hết bệnh nha. Về nhà đi, ba sẽ thưởng cho. Thì hả ba? Ừ? Ba nhớ thưởng cho mẹ với chị nữa nha. Mẹ với chị cũng giỏi á. Ba biết rồi. Đây anh. Đây, ăn giỏi nha. Mau về nhà chơi vui hơn, ở đây không vui đâu. Ăn. Cháu ngon không?